Ngày 4 tháng 9, tại Trung đoàn Binh đạm, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3, đợt 3. Đại tá Phạm Văn Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chủ trì. Trong thời gian 12 ngày, các học viên được nghiên cứu học tập các chuyên đề, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật nhà nước về quốc phòng và an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Một số vấn đề về khu vực phòng thủ trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh. Thực hành luyện tập bắn súng K-54 bài 1B. Thông qua khóa học bồi dưỡng cho học viên những đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực toàn diện cho cán bộ để vận dụng hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng cương vị chức trách và thực hiện tốt quy định về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đảng viên.